Lễ hội mua sắm 11 tháng 11 của Alibaba sắp tới gần. Và năm nay thì lễ hội này đã vô cùng sôi động khi 100 thương hiệu đạt tổng giá trị hàng hóa tới 15 triệu đô la Mỹ chỉ 2 tiếng sau khi được khuyến mại bắt đầu. Kỷ lục bán hàng trong dịp lễ hội mua sắm 11 tháng 11 được thiết lập trong thời gian ngắn. 100 thương hiệu đạt tổng giá trị hàng hóa vượt quá 100 triệu nhân dân tệ, tương đương 15 triệu đô la Mỹ trong 2 tiếng đầu sau khi đợt mở bán hàng khuyến mại chính thức bắt đầu. 14 triệu món hàng được giảm giá, phần lớn các sản phẩm bán chạy là mỹ phẩm và đồ gia dụng. Rất nhiều người tiêu dùng thích cảm giác tiết kiệm được tiền khi mua sắm. Tuy nhiên, để cảm nhận được chương trình khuyến mãi, khách hàng cũng phải bỏ ra một chút công sức. Ví dụ như nhiều hãng yêu cầu khách hàng cần kích hoạt mã giảm giá tại cửa hàng hoặc trên các nền tảng mua sắm để nhận được mức giá ưu đại nhất do vậy vẫn có một số người đã từ bỏ việc mua hàng để tránh việc phải tính toán phức tạp trong dịp lễ hội này không chỉ các nhân viên bán hàng mà đội ngũ giao đồ cũng rất bận ước tính khối lượng đơn hàng cần chuyển phát tăng cao gấp đôi so với thời gian bình thường